bèo bấy lâu nay lênh đênh nhạc nước canh bèo đã từng tin yêu lạc đã từng lưu lạc để nhiều điều vất vả gian truân ông thì chọn tao có thấu rằng trời mây cao và có thấu tình trang đời người tình giạt nước cánh bèo lênh đênh bấy lâu nay giạt nước cánh bèo đã từng lưu lạc để nhiều vất vả gian truân. Mỗi câu hát như một lời than, như tiếng vọng tâm hồn của người đàn bà cả đời sống kiếp cơm hàng cháo chợ. Cuộc đời của nghệ nhân hát sẩm Hà Thị Cầu, tên thật là Hà Thị Năm, là những ngày tháng lang thang như cánh bèo trôi. Những câu hát sẩm dường như vận vào cuộc đời bà. Cả đời bà sống lay lắt trong chốn dân gian, khi về già nỗi vất vả gian truân dường như vẫn đeo bám cuộc đời bà. Ngồi trên một chiếc ghế tựa nơi góc sân là người bạn khi tuổi già đã tới. Ngày ngày, cụ Hà Thị Cầu vẫn dậy từ sáng sớm. Sau khi lót dạ bằng chút xôi, vui buồn cùng chén rượu, bà lại ôm cây nhị, hát cho đỡ nhớ nghề. Từ nhỏ, bà Hà Thị Năm đã dạn dày mưa gió. Cơm đường cháo chợ lưu lạc theo bước mưu sinh của người lớn. Bà theo cha mẹ đi hát sẩm khắp nơi. Đến tuổi xuân xanh 16, Hà Thị Năm lại bôn ba theo những gánh hát sẩm, rồi chấp nhận về làm bạn với ông trùm sẩm mù Nguyễn Văn Mậu đã qua 17 đời vợ. Ông thì cấm lắm. Bố con mặn cấm lắm. Hà móc mà. Đi đâu cứ giờ lắm. Ở đây, đây. Vậy là mình dẫn tay ông lên vai mình chắc. Không quả, tôi không quả. Không nên phàn nàn, không có nên lấy. Cứ ăn ở đạo đức hiền lành nhờ Phật cho có lợi. Có lành, có lòng thờ thánh chúa to. Phật thánh còn cho sáu chữ thì trẻ già, sức khỏe bình yên. Ra đi lễ bái chùa là tu nhân tích đức, lưu quyền lại cho con. Hai người có với nhau 7 người con, nhưng 4 người đều mất từ khi còn rất nhỏ. Rồi đến khi bà sinh đứa con thứ 7 cũng là lúc chồng bà qua đời. Người thiếu phụ Hà Thị Năm khi ấy 38 tuổi lại một mình dắt 3 đứa con thơ nay đây mai đó hát sẩm nơi góc chợ mưu sinh. Thương con đi sớm về trưa của con vật lạ không có hà ước ao. Không có ước ao gì muốn ngon vật lạ. Kể làm sao mà trông thấy con nó tươi tốt, đẹp đã là sướng rồi. Tay đàn là nghìn câu nghị đấy. Miệng hát, ai bảo hát cái gì hát. Bảo hát tương chi thì hát tương chi. Bảo hát tình mẫu tử thì ra tình mẫu tử. Tình mẫu tử là và cái nước về vọng cổ. Tiếng là một nghệ nhân dân gian, một báu vật nhân văn của quốc gia, nhưng cuộc đời của bà cụ Cầu
vẫn chỉ là cuộc đời vất vả của một người hát sầm. Cả thời sung sức, vật lộn mưu sinh hàng ngày, sống nhờ chút tình người khắp thiên hạ, đến khi về già lại phải dựa vào vợ chồng con gái. Sầm phải chăng chỉ là một di sản phi vật thể, nên tài sản giá trị nhất mà bà để lại cho con cháu chỉ là những danh tiếng xa xôi? Đúng, tôi lắm lúc thì tôi cũng nghĩ rằng là bà già nhiều đoàn về thì bà là thôi bu ạ, có tiếng thì có miếng, lương thì không có, soạn thì không, thôi thì bu nghỉ đi. Bà bảo là mẹ còn khỏe thì mẹ cứ làm, rồi họ sẽ nghĩ thôi. Mà lắm lúc thì đúng là mang tiếng là hãnh diện về mẹ, nhưng mà đồng lương đồng soạn thì không có, mà chỉ có nghĩ rằng là tủi thân cho cụ. Lắm lúc cụ ốm là đến hỏi thăm là đều là ngồi nước mắt, là hỏi cụ là có lương hay không. Cụ bảo là cụ không nói được, cụ lắc đầu, thì tôi chỉ là lương là ở con, còn có danh với giá là ở xã hội. Cuộc sống gia đình khó khăn, cả gia đình trông vào ba sào ruộng, không có thêm thu nhập nào khác. Vợ chồng chị Mận phải đi làm thêm bằng nghề soi ếch và đặt ống lươn. Khoảng một cây mấy trăm mét ạ? Bà cụ Cầu coi anh con rể không khác gì con ruột. Một mình anh gánh vác hầu hết các công việc ở nhà, khi chị Mận cũng hay đau yếu. Có những đêm anh đi soi lươn từ chập tối đến khuya, cụ ở nhà nhiều đêm mất ngủ, cứ ra vào xem mâm cơm rồi ngồi chờ con cái về. Nguyên là anh ấy làm, anh ấy trông cho tôi hết. Người ta bố dai làm gì, gái làm gì, ngày nào nhân nghĩa có nghề là hơn. Câu có cố là cao hơn ngôn. Người tôi mà nhạc quá, nó bỏ vợ đi ấy thuốc cho tôi. Đừng lại vậy, người có cố dài, lẫn quẩn thì là ôm ít thành nhiều, ôm nhiều. Vậy là cũng cố lại đi mang tiền đi mua thuốc. Sau một đêm tìm bắt, chẳng phải hôm nào cũng được nhiều ếch hay lươn. Công việc này phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết. Có những hôm được nhiều thì sáng hôm sau tiểu thương đến tận nhà mua hàng. Giá 80.000. 80 à? Đấy là mấy cân đấy? 5 cân. 5 cân đấy. Đấy là 6 cân rồi, 6 cân rồi. Thì chiều đến là tôi cũng đi kiếm run với mồi. Đấy là gà là bỏ vào ống, là tối là đi cắm đơn. Cắm đơn xong gà là cũng đi soi ếch thôi, dứt cũng vài ba tiếng một đêm ấy. Đấy là làm tư gà thì lại đi lấy. Lấy ống gà đỏ thì được tí nào là các đại lý đến lấy bán luôn cho nó. Giá cả thị trường thì theo như thời điểm nào nó giá cả nó cao thì bán được cao, mà nó thấp thì bán thấp. Còn ban ngày thì có khi là thời điểm bây giờ nó mà không phải là thời vụ làm thì tôi lại đi xây. Cũng kiêm cả thợ xây cũng đi xây. Còn những thời điểm nào làm được thì mình lại nghỉ xây đi làm nghề. Bán tại nhà không hết, chị Mận lại tiếp tục mang lươn đi chợ để bán. Vất vả như vậy nhưng tiền kiếm được cũng chỉ đủ tiền mua rau mắm. Nhưng có lẽ tình thương yêu của người con rể dành cho bà là niềm an ủi hạnh phúc nhất đối với người nghệ nhân già này.
thì điều kiện gia đình cũng khó khăn, xuống đây bây giờ thì ruộng nương mẹ con là bán hết rồi, cũng không còn thế nào. Còn hai vợ chồng cũng xúc tác làm ba xả ruộng trên kia là của trên nhà tôi thôi, chứ mà nói dưới đây không có cái gì hết. Thế nên cuộc sống của bà đây cũng vất vả lắm, mà tôi cũng chỉ nghĩ cái giờ nhà đây trên kia vẫn có, nhưng mà giờ điều kiện của bà giờ chán nhá, giờ có một cô con gái, giờ chồng cô con gái giờ lại đi lấy chồng. Tôi cũng tạo điều kiện như vậy là nói với gia đình trên đấy là nhất trí, anh em con cháu nhất trí được thì xuống đây. Thương mấy tay chút Phật đàn ta, nữ nhân mà đáng hoa, nữ nhân là nhất là mất cái ai. Đêm mấy nằm ta bụi vò, vò hôm mai quay mấy ngày mà đằng đẵng, lại dài hơn chừng đường sầu. Nhưng sao tôi chết để mãi âm thầm. Khi mới ra đời và cho tới gần đây, hát sầm vốn là phương tiện mưu sinh của những người nghèo khó, nhất là những người khiếm thị. Vì thế, dù được coi là di sản phi vật thể, sầm vẫn tồn tại phổ biến nơi phố thị và không sao phù hợp được dưới ánh đèn sân khấu, trên những sàn diễn sang trọng. Là con gái và con rể của một di sản sống, hiểu được điều đó, vì thế họ tự bằng lòng và tự hào về người mẹ của mình, không một chút so đo, đòi hỏi phải thế này hay thế kia. Tôi đúng là tôi tự hào lắm chứ. Tôi tự hào dù nghèo mà nghe thấy tiếng hát, lời ca tiếng hát. Ở đâu đâu người ta đang bảo u gì mận ơi, khiếp nghe thấy tiếng hát bà già tối hôm qua ở đài, nghe tôi tự hào lắm. Rồi. Hôm nay gia đình bà đón một vị khách đặc biệt, đó là vợ chồng ông Phạm Đình Nhân, bà Trịnh Thị Liên, là đại diện của Hội Sự nghiệp Từ thiện Minh Đức và Quỹ giải thưởng Phạm Thận Duật. Con là Liên. Là gì? Con tên là Trịnh Thị Liên. Trịnh Thị Liên đúng không ạ? Trịnh Thị Liên. Và con là con dâu của đất Yên Mô. Vâng. Vâng. Thế thì nhưng mà con lại là đồng thời là con là tổng phụ trách của Hội Từ thiện Minh Đức. Vâng. Mà hôm nay có nhân duyên về đây khám chữa bệnh cho 5.000 đồng bào nghèo của huyện. Vâng. Vâng. Vâng, thế thì biết cụ là 5.000 rồi. Vâng. 5.000 đồng bào nghèo. Vâng. Hiện nay là đang khám rồi ạ. Vâng. Thế thì biết rằng là cụ cũng ít bệnh tật, nhưng mà bây giờ cái tuổi già sức yếu không ai tránh khỏi. Vì Phật đã nói rồi là sinh lão bệnh tử. Đến cái thời kỳ này là bây giờ là bệnh tật nó sẽ kéo đến. Thế thì chúng con hôm nay là thay mặt hội có một cái tờ giấy mời để chiều nay mời cụ lên trên chương trình á, để có các y bác sĩ của đây này đâu trường trung học Yên Mô A con đi rồi. Sẽ có người đều đưa cụ lên được khách lượng á. Vâng. Thế để mời cụ lên đấy để có các bác sĩ loại xịn á của Hà Nội. Hà Nội là có Bạch Mai này, Việt Đức này, Thanh Côn này, đúng rồi. Vâng, thì các bác sĩ ở Sài Gòn nữa, Chợ Giấy các thứ ra để khám, cái chương trình này lớn lắm. Thì mời cụ lên đấy khám. Thế để rồi thì cụ lĩnh thuốc về để cầu chúc cho cụ là sống lâu trăm tuổi. Vâng, để cụ giữ gìn được cái báu vật của Việt Nam. Con cũng thay mặt cho Hội Từ thiện Minh Đức có một chút quà để biếu cụ, để cụ dưỡng già nha. Và có đường, có sữa, có dầu, rượu, dầu ăn. Dầu, rượu. Dầu ăn, có phải rượu. Vâng. Rượu chứ lại dầu á. Thêm hội có một thùng mì và một cái màn. Vâng. Biếu cụ. Thế màn còn đâu? Màn đây. Đây là cái màn tuyên thai, một màn mình tuyên đôi. Vâng. Màn tuyên đôi rất là đẹp để biếu cụ. Đây là quà của Hội Từ thiện đây Minh Đức. Đây là quà của Hội Từ thiện Minh Đức. Vâng. Nha. Vâng. Thế còn đây là quà của hai vợ chồng con. Vâng. Đâu? Anh đi đâu? Đấy. Đây gì anh? Ơi, mãi đâu mà
càng cho sắc lắm, càng già mất từ xuân hoa. Cô khen con trẻ. Vâng, 70 rồi. À, con 70. Không, 70 bằng chung. Con 70 tuổi rồi. Con tuổi Quý Mùi mà. À, 70 rồi. Lên đây nhà vợ chồng con là đại diện cho quỹ giải thưởng sự học phẩm dân dân. Có cái chân nữa. Vâng. Có cái chân để biếu cụ. Đó đó. Vâng. Mong cụ là cái tên, mong cụ là cái mùa đông năm nay là cụ được ấm áp hơn. Thế bà, thế bà ngoài ra đấy thì chúng con biết là từng gia đình cũng cũng có những cái hoàn cảnh khó khăn. Thế cho nên là chúng con có một chút, có 10 triệu. Có một chút mà thì có 10 triệu. Có 10 triệu của chúng con thì để biếu cụ cùng với lại anh chị. Vâng, để bồi dưỡng. Dạ. Bồi dưỡng và sửa nhà. Vâng. Bây giờ xin phụ diện các con. Đây là 1 triệu à? 10 triệu. 10 triệu. Ê trời ơi. Nhiều lắm. Sao mà lắm vậy? Thì các bác đến thăm hỏi đấy. Tôi xin cảm ơn. À mà đến khi chết thì các bác cũng phải đến. À gì là Phật. Mẹ các lòng, lòng tôi bối rối trong lòng của thầy. Lúc nào nó bối rối nghĩ đến những các bài hát. Người ta về, người ta thăm, người ta hỏi xem là mình khỏe, là ốm đau gì. Người ta thăm hỏi. Một tỷ. À, gì đó phải. Người ta một tỷ. Thế bà cũng có cuộc đời cũng lần lần lắm. Vâng. Ta bảo thân tôi vất vả long đong nửa đời nửa đoạn thờ chồng với con. Ngày xưa má hẳn còn son, ai ngờ bây giờ má lại vuông tròn ở đâu. Hồi bé thì tôi nghe tiếng hát của cụ, nhưng mà không biết là cụ. Nhưng mà từ năm thế kỷ, từ thập kỷ thứ 80, tức là khi mà cụ tham gia cái chương trình văn nghệ đại chào mừng đại hội đảng lần thứ 5, năm 80-81 thì 82 gì đó, thì tôi bắt đầu nghe thấy tên cụ trên đài. Và sau đó liên tục thỉnh thoảng có những cái chương trình văn nghệ nói đến cụ, và cảm thấy là rất vinh dự là người đồng hương, là cùng Yên Mô, tuy là khác xã nhưng mà xã thôi thì cách đây có 4 cây thôi. Nhưng cái vinh dự đó là vinh dự của con cháu quê hương thì mới có được, với một cái, có một cái tài năng hiếm có mà ngày nay cần phải bảo tồn và truyền đạt lại cho các thế hệ sau. Cảm nhận được tình cảm của những người con quê hương dành cho mình, nghệ nhân Cầu rất xúc động. Bà tặng lại những vị khách quý này bài ca cụ sáng tác. Họ mượn là tôi người lỗ ốm, họ mượn người để làm. Mẹ cả từ khi con mới nghe, mẹ cả từ khi mới sinh con đã biết gì mà đau thương, giặc pháp thời này dày xéo quê hương. Chết đói ngập đường đầy sông cảnh nhà ta,
nay bước đường cùng cha với đi cầu thực. Mẹ bồng con theo đắng mưa, con ơi lội suối theo đèo. Thực ra đó thì cái cuộc sống vất vả đau khổ của cụ nó đem nó nhuần nhuyễn vào trong cái lời ca tiếng hát của cụ, nó ăn vào máu vào thịt của cụ, cho nên là cái lời ca tiếng hát của cụ nó truyền cảm, cũng lại truyền cảm cả cái đau khổ, cái khó khăn đó, cho nên là nghe nó não nuột, nó não nuột. Thế nhưng mà không ngờ một con người hơn 90 tuổi rồi, 94, 95 tuổi rồi mà giọng ca của cụ vẫn trong sáng, vẫn rất là nuột nà. Đấy, và mình cảm thấy rằng là rõ ràng đây là một cái báu vật, một báu vật của đất nước, cần phải giữ gìn. Thực ra thì về biết đến cụ Cầu qua các cái chương trình của TV thôi, nhưng bây giờ về đây thực tế thì mới thấy, cảm nhận được cái cuộc sống của một doanh nhân nó quá là vất vả. Cụ quá nghèo mà chả biết nói thế nào, mình cảm thấy rằng là trong lòng có cái gì đấy băn khoăn. Kinh tế, cụ nói đến là cụ phải chấm nước mắt vì cụ cảm thấy là nó thiếu thốn đủ điều. Ninh đọc một bài thơ về Ninh Bình quê tôi cho cụ nghe, tưởng rằng cụ có sức thì cụ nghe và xem luôn, nhưng mà chắc là không ấy được. Đây là cuốn thơ tôi mới xuất bản. Vâng. Thì trong đấy có cái bài tôi gửi tặng anh một. Trong đó có cái bài Ninh Bình quê tôi. Ninh Bình như một cô nàng đẹp nhiều danh thắng, cho chàng đắm say. Ai đi hãy nhớ những ngày Ninh Bình còn đó, giang khay đi đón chàng. Thôi, bác để cái quyển này lại không? À, vâng. Lại. Xin nước uống luôn. Nhú, lấy ngay. Vâng. Gọi gì mà không lấy. Vâng. Lại qua Cương đấy, của bác Cương đấy. Hả? Của bác Cương. Đối với một cái đi bình thường ấy, thì công việc riêng hay công việc dòng họ thì nó có khác. Nhưng đi với một công việc mà làm từ thiện, đem cái tâm đi làm từ thiện, thì chúng tôi vẫn thường xuyên là có một cái phương châm là được phục vụ và giúp đỡ người khác chính là đem lại hạnh phúc cho bản thân mình, và người mà mình giúp đỡ chính là ân nhân của mình. Chúng tôi quan niệm như thế, bởi vì có họ thì chúng tôi mới có hạnh phúc. Quỹ giải thưởng Phạm Thận Duật, trước đây là Quỹ giải thưởng Sử học Phạm Thận Duật, được thành lập từ năm 2000 nhân kỷ niệm lần thứ 115 ngày mất danh nhân Phạm Thận Duật, 29 tháng 11 năm 1885, 29 tháng 11 năm 2000. Qua 12 năm hoạt động, quỹ đã tổ chức được 50 chương trình từ thiện lớn nhỏ trong cả nước. Tháng 8 năm 2012, quỹ có hợp tác với Hội Từ thiện Minh Đức về từ thiện tại Yên Mô, Ninh Bình, là quê hương của doanh nhân Phạm Thận Duật. Khám chữa bệnh là một trong những chương trình của hội. Hôm nay, đích thân bà Liên đưa nghệ nhân Cầu đi khám bệnh. Chương trình này phát sóng, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Tô Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam, về đời sống của nghệ nhân Hà Thị Cầu, và được ông cho biết, hội đã làm văn bản
đề nghị nhà nước có một suất trợ cấp thường xuyên cho nghệ nhân Hà Thị Cầu để giúp đỡ cụ trong khi cụ đã ở tuổi cao, nhưng đến nay vẫn chưa được các cơ quan có thẩm quyền đáp ứng. Đã qua cái tuổi thượng thọ, lại là một nghệ nhân dân gian hiếm hoi của đất nước. Lẽ ra cuộc đời bà cụ Hà Thị Cầu đã phải khác rất nhiều, nhưng cả bà cụ lẫn con cháu chẳng ai so đo, cũng chẳng tủi thân tủi phận trước sự thương cảm của người đời. Bởi một lẽ rất đơn giản, chấp nhận cuộc đời của một ca sầm là chấp nhận cả lòng thương hại. Nếu một ngày nào đó, khi không còn phải hát để vật lộn mưu sinh, nghĩa là tách ra khỏi môi trường sống của mình, chắc gì sầm đã còn là sầm. Ngồi một mình, tôi cứ nghĩ riêng mình, thăng thân rằng chẳng bạc tình với ai. Thở ơi, gió chút mưa mai, ngàn ngươi trăm nỗi dù mài một thân. Cam lòng vất vả xa gần, ai bò mà lối, ai gần mà đông. Nó chỉ có vậy mà.